Tô Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tô Lê đang đứng ở trên đường Lê Dũng á. Phía trước là một cái khách sạn gì nó cao cao, Hồng Huy. Và đây là quán cà phê, bốc cà phê nằm trên đường Lê Dũng. Chú, quán này nó nằm ở số mấy Lê Dũng hả? 86 Lê Dũng. 86 Lê Dũng à. Mọi người vô trong đó hết rồi chú à. Về đây là cảnh quan phía trước quán cà phê bốc cà phê. Ồ, về ban đêm quán này phía trước đẹp quá ha. Quán cà phê nằm tại trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Trên đường này hả chú? Ủa chợ đêm nó gần đây luôn hả? À. Ồ, tôi lên đứng bên này mình nhìn qua bên kia là đặc sản chợ đêm kìa. Bên này có quán cà phê 86. Ồ, góc bên kia là hải sản chợ đêm kìa. Chút xíu mình quay bên đó ha. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình đi vô quán bốc cà phê cho biết. Bốc cà phê hả? À, gọi là bốc cà phê. Đi qua ở này có ngõ lối vô không? À, dạ không, cũng có lối vô này, đây này. Đây vậy bây giờ thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào tham quan uống ly nước cùng với cả nhà của Tố Lê nha. Tối nay được đến thành phố Quy Nhơn rất là vui luôn. Hiếm khi mà Tố Lê và anh Bảo Lê đến Quy Nhơn mà ở lại như thế này. Đi đi vào trong anh bảo.